Xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay trước giờ đi làm thì vợ chồng mình sẽ đi lên trên vườn rau để thu hoạch những cái thùng rau sạch. Mọi người nhìn này, những cái thùng rau nó đang rất là tươi tốt rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đi thu hoạch rau dền và thu hoạch rau trong chai nhựa PET nhé mọi người nhé. Mọi người cùng theo dõi nhé. Mọi người đăng ký kênh để ủng hộ kênh của gia đình mình nhé. Đây nha mọi người nhá, bắt đầu thu hoạch rau dền nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy những cái cây rau dền này. Đấy mọi người nhìn thấy chưa, rau dền rất là đẹp nhá. Cái chậu rau dền bên cạnh đây. Đấy, nhà mình trồng 2 chậu rau dền. Chậu nào thì chậu đấy cây cũng rất là mập. Đây, để cho mọi người xem nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Cái loại rau dền này thì nó cho năng suất nó khá là cao mọi người nhé. Đây, mọi người nhìn này. Đấy, cây đẹp không? Rất là to, non. Cái rau dền này thì mình thu hoạch là mình nhổ nhé mọi người nhé, chứ mình không cắt. Những cái rau ví dụ như rau muống thì mình sẽ thu hoạch là mình cắt ngọn. Rau muống, rau mùng tơi hoặc là những loại rau đay thì mình sẽ cắt ngọn. Còn đâu là những cái rau dền như thế này thì mình sẽ thu hoạch, mình sẽ nhổ và mình sẽ trồng những chậu mới. Bây giờ là 6:30 sáng nhé mọi người nhé. Nhưng mà thời tiết đã rất là nắng như này rồi. Rất là nhiều nhé mọi người nhé. Đây. Đấy. Một mớ to luôn. Cái rau dền này thì mình có thể sử dụng để mình luộc này. Mình luộc mình sẽ ăn với cà pháo đấy mọi người. Cà pháo hoặc là cà bát, mọi người muối lên, mọi người ướp và mọi người sẽ ăn nhé. Rất là ngon. Nhà mình thì đang có một vại cà rất là to. Cà pháo mình luộc lên và mình sẽ ăn với cà pháo. Xong một thùng rồi mọi người nhá. Còn cái thùng này thì ngày mai mình sẽ thu hoạch nốt. Bây giờ thì mình sẽ đi thu hoạch cái rau trong chai nhựa PET này nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy chưa? Những cái cây rau ở trong cái chai nhựa PET nó rất là tốt. Bây giờ thì mình phải dùng dao mình cắt. Mọi người cắt nhá. Mọi người rau ở trong cái chai nhựa này thì mọi người cắt và để ra một đoạn nhá. Mọi người đừng có cắt sát cái vách chai này nhá mọi người nhá. Đừng cắt sát cái thành của chai này nhá. Mọi người để ra một đoạn để nó bật mầm nhá mọi người nhá. Hai cái chai nhựa này nhưng mà cũng sẽ được cái khối lượng rau nó khá nhiều đấy mọi người nhá. Những cái cuộn già này tí nữa phải cắt bỏ đi. Những cái cuộn già ở phần dưới này tí phải cắt bỏ đi, chỉ để lại những cái ngọn non này ăn thôi.
sáng sớm mà đi lên trên vườn rau thu hoạch những cái rổ rau như này thì thực sự là rất là thích mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này, những cái cây rau khoai trồng ở trong cái chai nhựa, nó rất là dài và rất là non. Cái nứa thu hoạch ở cái chai nhựa PET này là nứa thứ hai rồi mọi người nhá. Nứa trước thì mình cũng không quay lại được cho mọi người xem. Mọi người cắt hết đi, cắt để cho nó lên những cái chồi mới. Sau khi mọi người cắt thì mọi người hãy bón thêm những cái phân gà cho nó nhé. Bón thêm phân gà vào trong những cái hốc này, mọi người nhìn này. Lấy cho mọi người xem, lấy nét cho mọi người xem nhé. Mọi người nhìn thấy chưa? Ở phần trong hốc này mình bón khá nhiều cái phân gà này. Đây, lấy cho mọi người xem này. Đây. Đây chính là cái phân gà nhá. Sau mỗi cái đợt thu hoạch thì mình sẽ cho phân gà vào trong những cái hốc này. Đây mọi người nhìn này. Đấy, nó sẽ đủ dinh dưỡng nhá. Sau khi thu hoạch xong những cái ngọn rau thì mình cấu bớt những cái lá già đi, những cái lá già lá vàng thì mọi người ngắt đi nhá. Còn đâu là mỗi thân thì mình để khoảng 1-2 lá thôi, còn những cái lá vàng mà lá già thì mọi người bỏ đi. Sau đấy thì mọi người hãy bón cho mình phân gà, phân bò hoặc là chùm quế thì mọi người sẽ cho vào những cái hốc này. Đấy, cho những vào những hốc này, sau đấy thì mọi người tưới nhẹ nhàng cho nó. Và sau một thời gian ngắn nữa thôi thì nó lại lên những cái ngọn rau mới cho mọi người nhá. Đây tổng quan đây. Hôm nay tổng kết kết quả thì được hai cái rổ rau này đây. Một cái rổ rau khoai này thì là thu hoạch ở trong cái chai nhựa, còn đâu là một rổ rau dền này thì là thu hoạch ở trong cái thùng xốp. Tổng kết kết quả cho mọi người nhá. Đấy là toàn cảnh mình thu hoạch rau dền và rau trong chai PET nhé mọi người nhé. Video này mình xin phép mọi người kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Mọi người đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé mọi người nhé. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.